Môn phái lâm tế chúc thánh tại hải ngoại, chư tôn đức đã hoan hỷ tề tựu về chùa Bảo Vương tại tiểu bang Victoria để làm lễ dỗ tổ. Quả thật sự hiện diện của chư tôn, sự hiện diện của chư tôn đức ở tại Úc Châu nói riêng, một số các quốc gia khác kể cả tại quê nhà nói chung, nhân cơ hội này cũng cùng đồng về để tưởng nhớ và dâng lên cái sự thành kính của chúng ta đối với chúc thánh tổ sư, và đồng thời chúng ta cũng kính ngưỡng lịch đại tổ sư từ Trung Quốc, Ấn Độ cho tới Việt Nam, qua tới hải ngoại. Sự hiện diện chung của tất cả chúng ta hôm nay nói lên tấm lòng thành của những vị trong thời đại hôm nay tưởng nhớ dòng lịch sử 2600 năm truyền thừa của Phật giáo, và trong thời kỳ cận đại 300 năm của như vị tổ sư Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Tôn, viện chủ tu viện Bảo Vương. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Như Hạ Huệ, phương trưởng tổ đình Pháp Hoa Nam Úc và trưởng môn phái chúc thánh lâm tế chúc thánh tại hải ngoại. Chúng con thành tâm giới thiệu Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Lạc, phương trưởng chùa Pháp Bảo tại Sydney. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Như Hạ Điển, phương trưởng chùa Viên Giác, Đức Quốc. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Hành Điểm từ Việt Nam có cái cơ duyên tham dự trong buổi lễ hôm nay. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, viện chủ Thiền viện Minh Quang tại Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Tịnh Minh, viện chủ chùa Thiên Đức tại Melbourne. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Quảng Ba, viện chủ tu viện Hoàn Hạnh và Nguyên Thiều tại Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Trường Sanh, viện chủ chùa Giác Nhiên, Auckland, Tăng Cô La. Chúng con cung kính giới thiệu chung chư tôn Thượng Tòa Đại Đức Ni Trưởng Ni Sư Sư Cô Hiện Diện hôm nay, đồng giới thiệu chung quý vị Phật tử và quý vị học viên có tu học Phật Pháp của giáo hội chúng ta được tổ chức tại Melbourne năm nay. Ngưỡng bạch chư tôn, chúng ta cùng nhau đê đầu đảnh lễ mười phương chư Phật, đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư, đê đầu đảnh lễ lịch đại tổ sư từ Ấn Độ cho tới Việt Nam, và đặc biệt hôm nay chúng ta đê đầu đảnh lễ Đức Tổ Sư Chúc Thánh. Kính thưa chư tôn, kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên và lời nói chân thành nhất có lẽ trong chúng ta không ai để hướng về và không ai để tưởng nhớ bằng chính Hòa Thượng chủ trì, và đồng thời Ngài cũng là vị lớn nhất trong giáo hội của chúng ta có vài lời chuyên khởi trong buổi lễ hôm nay.
chúng con thành tâm cung kính Hòa Thượng Thiện Huyền Hạ Tôn có vài lời chiên khởi trong buổi lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Kính bạch ba vị Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, kính bạch Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng Chạp, năm Tân Mão. Tây lịch là 29 tháng 12, 2011. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa được quý vị Phật tử. Thể theo lời chỉ định của Chư Tôn Tăng Đức trong môn phái Chúc Thánh, tôi ra nhận lãnh để tổ chức ngày lễ kỷ niệm ngày lễ giỗ của Chư Tôn Hòa Thượng. Nói chung và ngày chính Phật tử xuất gia cũng như đối với tất cả tín đồ tại gia thật là to lớn vô lượng vô biên. Ngày hôm nay khắp năm châu bốn biển, những người con Phật đều kính thờ trên cao cả hết là Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì tất cả chư tổ từ Maha Ca Diếp cho đến tổ thứ 33 là Ngài Huệ Năng, đó là tất cả những các vị tổ đắc đạo. Trên vị đất nước Việt Nam, những hình ảnh mà quý vị thấy được chỉ là một phần nhỏ của các tôn và thượng từ hơn 80, 90 và lên đến hơn 100, và những các ngài xa xôi nhất là tổ Minh Hải cũng đã trên 300 năm. Ngày hôm nay tôi thừa lệnh tăng sai cũng không biết làm thế nào để mà thờ cho hết được chư tổ chư tôn đức, cho nên cố tình làm theo ý riêng của mình. Thỉnh được các hình ảnh từ trong tạm kinh, từ ngày tổ Ca Diếp cho tới ngày tổ Huệ Năng, và sau đó trong hình là chư tôn tổ, lẽ ra tượng của Đức Tổ Minh Hải phải là thật lớn, nhưng mà tôi nghĩ chắc tổ sư cũng không chấp nhỏ hay là lớn. Nếu để lớn quá thì sẽ trai hết các tổ khác, vì vậy cho nên tôi chỉ long trọng để ở chính giữa như các tôn đức đã thay. Có lẽ việc làm của tôi cũng có nhiều khuyết điểm, mong trên Phật tổ chư tổ tha thứ, mong chư tôn đức cũng điểm tình tha thứ nếu có những điều lầm lỗi. Và sau cùng, tôi xin cảm ơn Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức đã thể theo lời mời của tôi cách đây cũng là hơn 4 tháng đã mời các vị. Tưởng các vị đã quen, nhưng không ngờ các vị cũng rất nhớ. Cái nhớ của các vị có lẽ tự tâm sâu kín không bao giờ các vị quen, nhưng mà tôi cứ cho rằng là các vị vì cái theo mời của tôi mà đến, để cho tôi có một chút hãnh diện. Thật là cảm động và cảm ơn sự quan tâm của các ngài. Theo cùng để bỏ thì giờ tôi xin cảm ơn tất cả hàng Phật tử đã về đây tham dự, nhất là tất cả các hàng đệ tử. Thank you.
chúng ta sẽ mời con thành tâm cung kính. Ngài được song thân đưa đến xuất gia tại chùa Bán Tư thuộc tỉnh Quảng Châu. Lúc bấy giờ Ngài vừa tròn 9 tuổi,
Sau thời gian dài tu học, khi tuổi vừa đủ 20 thì Ngài được đăng đàn thọ phụ túc giới với pháp danh Minh Hải, tự đắc trí hiệu Pháp Bảo. Như vậy Ngài nối dòng pháp đời thứ 34, dòng Lâm Tế truyền theo bài kệ của Ngài Vãng Phong thời Ủy. Năm Mắc Hợi 1695, Ngài cùng với các ngài Minh Vật Nhất Trí, Minh Hoàng Tử Dung, Minh Lượng Thành Đẳng trong hội đồng thập sư cùng Hòa Thượng Thạch Liên thể theo lời thỉnh cầu của Chúa Nguyễn Phúc Chu sang An Nam truyền giới. Phái đoàn xuống thuyền tại bến Hoàng Phố và cập bến Hội An vào ngày 28 tháng Giêng năm Mắc Hợi 1695. Sau đó, đoàn ra Thuận Hóa được Chúa Nguyễn Phúc Chu đón tiếp trọng thể và thỉnh về ngụ tại chùa Thiền Lâm. Ngày 1 tháng 4 năm Mắc Hợi 1695, giới đàn được khai mở do Ngài Thạch Liên làm đàn đầu Hòa Thượng. Giới đàn truyền các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát giới, tất cả là 1400. Thank you.